xôn xao hình ảnh TikToker Nô Nô tới nhà nhân vật từ thiện để xin lỗi. Những ngày vừa qua mạng xã hội dậy sóng trước một clip từ thiện với thái độ cợt nhả của Nô Nô. Mặc dù khẳng định bản thân có ý tốt, muốn truyền tải cách làm của mình theo hướng hài hước, nhưng netizen vẫn vô cùng bức xúc trước hành động này. Nhiều người cho rằng anh chàng vô duyên mà tưởng mình hài hước. Trước làn sóng tẩy chay của mạng xã hội, Nô Nô đã đăng tải clip xin lỗi nhưng không được mọi người chấp nhận. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh được cho là Nô Nô tìm tới tận nhà nhân vật trong đoạn clip để xin lỗi. Trong bức ảnh được đăng tải, anh chàng cùng người phụ nữ ngồi trên tấm thảm giữa nhà. Nô Nô đang cầm mic hướng về phía người phụ nữ như đang chờ bà trả lời. Sau khi bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người cho rằng anh chàng lại đang tiếp tục làm video để tẩy trắng. Điều đó càng thể hiện sự bao biện và gây ảnh hưởng trực tiếp tới người phụ nữ trong hình. Khán giả cũng đang chờ xem trong video này anh chàng sẽ giải thích như thế nào. Một số bình luận của độc giả bên dưới bức ảnh này: đợi lên VTV với cơ quan chức năng tìm rồi mới xin lỗi, sao từ đầu không vậy á, mình không hướng theo số đông. Cảm nhận riêng mình thấy bạn ấy đang muốn tạo một kiểu khác biệt, như kiểu thực tế cuộc sống là vậy đó. Từ việc review thức ăn đến làm từ thiện, nhưng tiếc rằng cái điều này chỉ là không DC nhiều sự ủng hộ thôi. Vốn dĩ con người thì lại thích nghe những kiểu lời nói hay ho ngon ngọt nịnh bợ mà. Có những vết thương lòng không phải cứ xin lỗi là nó sẽ hết đâu nhá. Người ta khổ rồi để yên cho người ta sống, suốt ngày lấy người ta ra làm trò chỉ vì cuộc sống của mình. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, cũng có một số người cho rằng đây sẽ là bài học để Nô Nô tiết chế lại trong tương lai. Dù sao mục đích từ thiện của anh chàng cũng là có ý tốt, mọi người không nên quá khắt khe. Trước đó, trong clip xin lỗi và livestream, Nô Nô cũng đã giải thích những câu nói gây tranh cãi đó được lồng tiếng sau khi về nhà chứ không hề nói trước mặt nhân vật. Hơn nữa, anh chàng cũng đã xin phép cẩn thận và được sự đồng ý của bà nên mới quay. Nam TikToker khẳng định mình rất lễ phép khi đưa bát phở cho bà đã đưa bằng hai tay. Hơn nữa anh làm từ thiện xuất phát từ tâm chứ không có mục đích câu view, bởi các clip từ thiện lượng view thấp hơn nhiều so với các clip anh chàng đi review. Bên cạnh đó, Nô Nô cũng chỉ trích loạt TikToker khác như Phạm Thoại, Hà Linh đã cố tình lợi dụng drama để dìm mình. Anh chàng cho rằng ai cũng có những sai lầm, mình không động đến ai thì đừng ai động đến mình. Đồng thời, Nô Nô còn khẳng định khán giả sẽ không thể tẩy chay được mình, vì anh luôn review một cách chân thực nhất và luôn đặt lợi ích của người sử dụng lên hàng đầu. Nếu khán giả tẩy chay thì có thể qua xem những TikToker khác, nhưng rồi cuối cùng cũng vẫn phải quay về với Nô Nô mà thôi. Thậm chí Nô Nô còn nhấn mạnh người có học chơi chữ tí xíu thì cũng phải hiểu chứ. Xin lỗi vì mình làm từ tâm mà bị nhiều người chê xấu mình quá. Mình đi tu, mình mặc áo lam, mình lên chùa sám hối được chưa? Ngoài ra, anh cũng khẳng định mỗi người sẽ có một định hướng content khác nhau để thu hút người xem. Kênh của Nô Nô vốn theo định hướng có phần xéo sắt, chí phèo thời 4.0, đi review những gì chân thực nhất từ đồ ăn đến nhà vệ sinh. Chính vì thế, nếu cảm thấy không phù hợp với định hướng của kênh thì có thể không xem. Nam TikToker còn cho rằng nếu mình sai thì TikTok đã xóa video của mình rồi. Tuy nhiên, tới sáng ngày 28 tháng 11, khi truy cập vào tài khoản TikTok của Nô Nô, nhiều người phát hiện tài khoản này hiện đã bị cấm do vi phạm hướng dẫn cộng đồng nhiều lần. Đại diện TikTok Việt Nam chia sẻ với Vietnamnet cho hay sẽ xóa tài khoản của Nô Nô vĩnh viễn. Chúng tôi đã khóa tài khoản của người dùng Tuân Bryce, hay còn được biết tới với tên gọi Nô Nô vĩnh viễn, vì những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng mà người dùng này đăng tải. Tới trưa ngày 28 tháng 11, sự việc làm từ thiện gây tranh cãi của nam TikToker cũng chính thức được lên sóng đài truyền hình quốc gia. VTV lên án các nội dung clip của Nô Nô và các video tương tự, như vậy đã trở thành căn bệnh kinh niên của mạng xã hội hiện nay. Nhiều bạn trẻ bất chấp các nội dung gây tranh cãi để câu view khiến dư luận bức xúc. Đồng thời, VTV cho hay đã liên hệ với Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Trường hợp của Nô Nô đã được cơ quan chức năng ghi nhận và đang tiến hành xử lý theo quy định. Bạn thấy hành động của Nô Nô trong sự việc này như thế nào? Cùng để lại bình luận bên dưới nhé!